Giờ chuyển mà chuyển bia chuyển nước đá rồi xuống rồi. Rồi xong. Hết trơn. Rồi ơi là trời. Chảy trôi hết trơn luôn kìa, bia bọt nước kìa. Từ hai ơi. Trời ơi là trời anh hai này. Rồi điện thoại. Bè lụm lên. Trời ơi là trời. Lấy xuống ở đây. Giờ mò dẹm nè. Giờ lặn rồi ghê ha. Có không em? Đâu con đâu sao? Em ơi. Vậy đó, chị ai dính được rồi. Em mò dính ra cái nhà. Wow. Em dính con nữa nè. Con thịt nhiều ghê luôn á. Biết thịt sao thôi. Để bác ra dùng thử coi. Cái nào bình đấy rồi. Ngay à, nó không đắng gì á. Ăn luôn lá này nè. Không ăn lá. Lên chào nhà nha. Em chào cả nhà nha. Bữa nay dẫn anh chị hai đội dẫn đi mò sò mò hến nè. Gia Cồn cái nhà có bãi cát á. Bữa nay là ngày thứ ba còn ở Đồng Tháp cả nhà. Gia Cồn. Ra cồn mò hến mò sò luôn với tắm cồn luôn, nghe nói Đồng Tháp là có cồn đó, nước ngọt không đã lắm cả nhà, không phải nước mặn giống như ở quê. Bữa nay đi lặn lội rồi cả nhà xem. Bữa nay đi bắt coi thử coi sò có ốc gì không nha. Có con giò nào mình lượm luôn đó. Đây cũng vui lắm rồi, đem đồ ăn rồi đem bia theo nhậu nữa. Nướng tại dính con nào là nướng tại chỗ chỗ đó luôn cả nhà, ăn tại chỗ luôn. Giờ đợi chuồng lại đi, đợi ghe lại chỗ luôn, ghe bự lắm. Ồ, giờ cặp vô. Cặp vô nhà. Sửa sạn là lên là đi đó. Bự vậy bả luôn ha. Giờ chuyển bia, chuyển nước đá rồi xuống rồi. Ôi, xong. Trời ơi là trời. Chảy trôi hết trơn luôn kìa, bia bọt nước kìa. Từ từ hai ơi. Trời ơi là trời anh hai này. Rồi điện thoại. Bè lụm lên. Lụm lên. Trời ơi là trời. Tại nó giạt ra chứ ghe nó giạt ra không sao. Tại ghe giạt hả? Tại ghe giạt ra. Tưởng nó bước chạp chứ. Không sao. Không sao thôi chứ sao người á. Dạ sao người thôi, cây cối thôi. Sao? Lặn đi kiếm. Giờ lụm lên nè, lụm một xô. Bây giờ tiền lên nè, lụm nè. Thôi vẫn còn cười được kìa. Vẫn còn cười được á, chưa sao. Giờ đi đó. Lát cũng lội rồi, giờ cũng lội. Rồi giờ đi cả nhà, giờ xuống là đi đồng ha, giờ xuống ghe để đi. Đó, đây. Còn mấy người lớn ở nhà sợ đi theo tụi trẻ chơi không nổi, mệt ở nhà chơi không lại tụi trẻ đó. Rồi, giờ
xuống đi. Đó. Cảnh miền sông nước thôi cả nhà. Có gì quay đó cả nhà. Gia đình em là quay thực tế. Họ chui vô rồi kiếm chỗ chui rồi. Rồi ai đứng đó cạnh, ai đứng chè. Đó, chè kiếm chỗ chui trốn nắng. Đây. Tài công rồi cả nhà. Tài công đó. Tài công. Chiếc ghe này, ghe tam bản này là ghe chở muối của anh Hai đó cả nhà. Thì bây giờ không có lấy muối lên hết thì chở gia đình đi chơi. Ba gia đình nha. Con đây hả? Đi hả? Đó, giờ đi cả nha. Rồi. Hết xăng. Con biết bơi. Đồng vui. Cái đường hẹp. Giờ canh nước nè, nước đang rút ròng nè. Canh nước chưa rút hết nên chạy ra cho nó dễ chứ để nước ròng là không được. Chạy hơi khó. Cái xuồng hơi bự rồi chạy khó, đang xuồng nhỏ. Đây vô khúc hẹp, vô khúc hẹp khó. Có chạy không, đâu phải dễ. Ở đây nhà nào cũng có một chiếc này chân chó, hai ba nhà nè. Chiếc này là ở đây xứ này xứ muối rồi cả nhà. Bởi khu này người ta gọi là khu xóm muối á. Nhà nào cũng bán muối vậy. Nghe này, chiếc này mới đẹp. Mới đóng. Chai còn mấy cục chân vàng đó là người ta chết chai đó. Đi rồi. Chiếc mà cái đường này hơi rộng rồi. Ở đây mấy vùng này có cây bằng, nãy hút cây bằng. Cây bằng. Đâu ngoại mò ốc mò có con gì luộc nấu nướng gì ăn tại chỗ luôn nha. Qua cầu. Cái cầu này vừa qua là vừa đụng đầu luôn đó. Cái bằng đấy. Cái bằng đó. Đó. Qua cầu. Ra sập lớn rồi đó cả nhà. Chiếc này chìm luôn. Ra cá. Đây ra sông lớn rồi. Thắng này đi. Làm như xe thắng sao thắng? Có ghe thôi được. Ra sông lớn. Cái này cá bà sa nè. Cá cha nè, giả cá cha đó. Cái này hả? Giả cá cha đó. Kéo cái mùi lên. Nó mát rồi. Ồ, có cái mùi là vui luôn. Ở đây là cái cục kia rồi đó.
tiên rồi. Hồi xưa là bệnh hoạn gì đó xuống tắm là hết, mà bây giờ là hết rồi, mười mấy năm trước mới có, giờ không có. Muối ghê, muối không. Đi đem theo nước ngọt, nước đá. Này gì? Bia, chả lạnh, chả lụa. Bia ốp lắm ghê. Này thùng gì đây? Này bia, nước lạnh. Chuối. Đó, muối ốp thì đem theo, mỡ hành cũng đem theo nữa. Rồi dây cừu tâm bản chở gạch mà cắm cái này nè. Ồ ồ. Ớn không mấy nha. Tới chỗ rồi nha. Cái sông lớn vậy nè, nhưng mà tắp vô trong này nè. Tắp vô trong này cho nó cạn. Ồ, lục bình kìa. Lục bình kìa. Hình nhúng nhó chân anh ơi. Hình nhúng nhó chân anh ơi. Quỳ nhớ cho hỏi tiếng nha. Con yên lòng á. Đây ngay rồi cả nhà. Ngay lít đồ mỏ vô. Có hai anh em chạy xuồng theo. Người nào chạy xuồng chạy, người nào đi đi xuồng tâm bản này đi. Coi chừng không? Cái này cái bằng rồi cả nhà. Đâu? Đâu? Cái bằng chưa thấy trái. Ây da, trời ơi là trời. Có ông cái gì? Có ông đừng có đụng vô nó. Thôi trời. Quá trời. Ủa có ai dưới không? Bóng vậy? Quá ai chưa? Vậy? Trời ơi trời, lỗi rồi, chị báo lỗi dưới hả? Kìa lỗi rồi. Mẹ ơi, bơi lội ghê chạy. Tay cũng mang xả. Má mình không biết bơi mé chứ. Trời ơi. Cái thở nó nổi à. Cái thở nó nổi. Nó thở gì chứ. Nãy à. Ồ. Quá rồi, quá rồi. Lục bình rồi. Với ai xuống rồi kìa. Vậy. Hồi đó mò nhóc luôn á, lấy sao theo kìa. Có không, có không? Trời ơi trời. Xong chưa?
ở đây cạn nha cả nhà, con nít này gọi cạn cái gì chứ cạn cả nhà. Trời ơi là trời. Dạ. Trời. Cái xuống ở đây anh. Đó. Trời ơi chị hai kìa. Cái bằng này. Lại chỗ cạn á, chỗ nào cạn. Cạn nha mấy đứa nhỏ nha. Trời ơi là trời động đất luôn rồi. Ừ. Quá rồi cái nhà. Anh ai xuống đây anh ai? Thằng lưới chưa? Rồi. Chú tắm, chú đi ăn lưới với chú hai. Cô dâu phong. Gì vậy? Mò dính cá đó hả? Dữ rồi. Kìa em bước xuống đó em nhảy xuống rồi, em nhảy cao em không sợ, em không dám. Giờ mò dẹp nè. Giờ lặn được rồi ha. Có không em? Đâu con đâu sao? Dạ coi. Vậy đó, chị ai dính được rồi. Wow. Cái này em với anh hai đi xuống chuồng nợ đi văn lưới đó nha. Là lưới nè. Con dẹm là mồi lắm nè con này. Ồ bộ sống vậy. Nhóc luôn hả? Em dính con nữa nè. Ai con luôn? Ôi. Anh hai bắt con bự bự không kìa? Ừ. Đấy anh này. Dân đây hả? À? Ngói lục bình này chấm mắm kho đồ ăn ngon anh này. Không phải không? Dạ. Con này nè, con dẹm nè anh hai nói mò ở đây là biết bao nhiêu con luôn hả? Hồi nữa lại đáng mấy nó mò mấy chục ký. Mấy chục ký là nhau chút xíu là mấy chục ký anh này. Rồi nhiều. Đây có cá thường có cá gì anh hai? Yeah. Mấy con đó kho ăn hay là nướng ăn ngon? Nướng ngon cái. Dạ. Nướng đây nè, hai thằng dân ở đây rồi ra đây nướng luôn. Đã rồi. Dạ. Đây cái bằng. Sao chưa thấy cái trái bự? Cái bằng này mới ấy nè, cái này nó bự ra nè, này cái đó là cái nụ nó chưa ra bông, cái này chưa thấy trái bự, phải thấy bự bẻ cho cả nhà xem. Bằng này kho nó cũng ngon. Rồi sở lưới ra để dằn dùng nước ngọt với dùng nước mặn. Cái này cái sông này dính cá nhiều không chứ, cái sông với em sao dân Trung Quốc dưới đây chín năm tại đại này mùa này cũng vậy nhé. Dạ canh nước kìa, nước đứng á. Dạ thả nó nhiều dằn vậy đó, cái giò gạt để chạy đó dằn. Wow.
rối quá rồi. Gác không? Đây nó đi quậy nè. Đem đi quậy phá. Nãy giờ nó tay lưới rồi. Anh Hai nói tay lưới 7-80 mét. Giờ xong neo. Neo đây cái chạy rắn mò chém chép. Còn con này nè. Con dẹm, con gì? Con này con gì vậy? Con gì anh Hai? Dẹm. Con dẹm. Thì để lưới đây chút nữa lại coi dính cá nhiều. Rồi vậy tới đây đang lắc gì ngó lục bình hả? Nó bình nó làm vậy ăn sao hay là nhúng lỗi anh được cho kệ hái vậy thấy quá vậy đánh bình non rồi. Okay, em bé nè cha cứu con trước đi. Ờ rồi chị Hai lục trong đó đó hả? Quá trời rồi. Nước đâu? Đâu mò dẹm em? Em tính mò mà cái điện thoại xuống. Cái nước cũng được rồi. Rồi mò gai có không? Mò nãy giờ khúc này hết rồi, còn khúc kia kìa nãy giờ mò đằng kia nhóc luôn. Nãy giờ em với chị Hai với chị Ba hái lục bình. Vậy hả? Rồi đi mò coi, thử rồi dính nhiều không? Để đi đoạn kia mò. Rồi ba xuống ai thấy em đu. Quá quậy rồi. Rồi chị Hai đâu có rồi. Để rồi, đúng, vô chị Hai đúng. Chống vừa Hai về lỡ anh Hai. Ơi coi em để cho lên được luôn nào. Nè. Mấy con dẹm mấy con dẹm bu theo bơi không nổi luôn hả? Ba con dẹm bu theo không nổi. Rồi đâu mò đâu? Đâu? Thằng hơi đốt tiêu luôn rồi. Coi bắt coi nè. Coi bắt ơi. Ở đâu rồi? Ông nội kia lặn hơi nó tiêu luôn rồi. Vậy trời. Được rồi. Ông này lên rồi, ông này chổng ông kia mất tiêu luôn rồi. Ông kia lặn đâu tiêu rồi. Đâu? Lặn dính luôn hả? Đâu dữ à. Vô đi. Mấy con dẹm đu quá bơi hết nổi. Bơi ra ngoài luôn rồi. Kìa, mò kìa. Giơ lên em. Đâu? Rồi rồi rồi. Ô ô con này đã không? Nhiều lắm ở đây nhóc chân nè. Quá rồi. Có nhiều không? Có nhiều không? Quá quậy rồi. Nên hai mò anh ơi. Ở đây con bự không anh? Đâu? Em lên. Nãy giờ nhiều chưa? Kìa nhóc đi coi. Nào nãy cầm lên hai ba con luôn. Vợ bữa nay lòi dữ rồi. Giờ thang bệnh quýnh bờ hậu luôn. Nè. Rồi con có cối không em? Con này luộc sơ ăn hả? À biết rồi, biết làm gì nữa. Hồi đây lát rồi coi mấy người nó chế rồi. Ừ. Nhóc luôn kìa. Nghe mấy nhóc luôn kìa. Ủa nãy nó được mấy luôn nè. Ê kìa. Đi rồi. Ủa ai vậy ta? Trời. Nó cá luôn nè. Quá quậy rồi. Không, không. Quá ghê, em bé mò dính luôn kìa. Ủa nó mò dính luôn kìa. Hai con. Hai thiệt. Hồi dính hai con luôn nè. Nước gần gồng rồi đó. Ừ, nhảy 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 nhảy. Em cứu anh hai. Đổ mẹ ra đó. Ở đây, ở đây. Mò nhóc luôn kìa. Đâu quá à, chết luôn
Không nào nó lặn xuống ngồi, 4 5 con cũng còn đâu. Quá trời. Cái bằng cái nha, nãy giờ em mới thấy nè. Đó. Ồ cái bằng. Bằng nó muốn chín thì nó bẻ ăn chua lắm. Chấm muối ớt hai bài rồi. Lát để kia ve ve chiếc xuồng lại lát rồi có ơi ngay luôn ngay luôn. Bẻ bằng. Thôi lên cho chứ đứng gì đó mà ăn ăn chơi. Nghe đục quá. Không mấy người ca chim chỗ rồi, chim chỗ đổi lại chỗ mát rồi. Đại luôn. Đúng rồi. Ghe ghe giờ đậu đây. Coi mắc mớ vậy coi sao không bên làm gì kỳ cục với trời ông nội đây. Bỏ con dưới trời. Ông nội cho bỏ con dưới trời tắt máy rồi. Giờ tao chở luôn tắt máy rồi. Hết biết rồi trời trời lại luôn. Đó bây giờ kéo dây ghe vô. Phát ra đây 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 đây. À, giờ trên này kiếm cái chỗ đằng nướng rồi cả nha. Giờ ghé xin sát vô cái bãi đất này nè. Giờ leo lên. Rồi. Hay bay đất cao, hơi cao. Ô bên này vườn nhãn này nha. Đây vườn nhãn của con ta. Cái này vườn nhãn. Bên này thì anh hai đang đi kiếm củi nè. Có than anh hai. Có than mà. Mình nhúm cho nó cháy trước ha. Chỗ này ngồi nhậu lý tưởng luôn rồi. Chạy đây ha. Ngồi bẹp bẹ đây. Đang chơi mà. Đây mấy cái nhãn này mới lớn rồi chưa có trái, có trái bẻ luôn ha. Vậy đó hả? Dạ. Bên này có cái hồ nước nước gì nước ngọt nè. Vậy cái người ta tưới cũng vậy. Xuống dưới lấy xuống dưới chỗ ghe ở tài. Xuống dưới cái vỏ chỗ anh Thành đó lấy một quẹt dưới đem than ở đây cho Dượng hai. Thấy làm như cái con này con dê sầu hay gì để nó lột cái xác nó bỏ cái vỏ lại vẫn bu trên cây nữa nha. Nè. Nè thấy không? Nè. Nó bỏ xác lại cái nó bỏ vỏ lại. Nó lột rồi xong rồi nó đi nè, trong này còn trống học ở trong mà. Mà nó vẫn bu dính gì nè. Lạ ha. Giờ dọn đồ với xuồng ghe tâm bản lên đặng nhậu lại gai đây nướng ở đây luôn. Bữa này chạy bao để ngồi. Chơi văn giả luôn. Mò xong lên nướng ăn luôn.
mò đường tao cỡ này đó. Thôi cả nhà nè. Đông lực lượng mà sao, đang đủ không? Không, không đủ. Tướng lực ghê trời, tập tạ ở trên phố mới vậy nha, tướng. Có 1 kg rồi đó. Không đủ, còn dưới nhân rồi nữa. Còn dưới nữa. Trời ơi nặng. Này chưa được 10 kg không? Đây nè, nãy em tưởng đâu có một con mà bây giờ qua đây nguyên một dạng trời, 5 con. Vậy chỗ không? Lột với lột vỏ nó để lại nè. Dạ, dưới đây nè. Cái hàng đó phải không? Cái hàng nè. Nè, nè mấy cái hàng nhóc luôn. Lỗ lỗ. Ê, hai đem đây nè. Nhóc luôn. Wow, tưởng đâu ít, ai ngờ nè anh lột vỏ gớt cái này nhóc luôn trời. Anh Thành, dữ nè. Lỗ thì nhóc rất. Ừ, hàng không nè. Mấy con này chắc ăn được phải không? Ăn được. Nhóc miệng nè. Trên cây đó kìa. Đều cây nhóc. Quá trời luôn. Giờ chiên nước đá với bia lắc xê đồ lên. Giờ là nướng là lấy gai đó. Chiên lên. Mấy anh em nè, nó người ta ăn chừng. Ơi, trời ơi. Còn dưới kia còn mò với nhóc không dưới. Bên này anh hai nhóm lửa nè. Đó, sinh tồn nữa thôi nha. Ghê không? Hai nói sinh tồn là ngay luôn đó. Nhóm lửa rồi ha, ghê ha. Chẳng lắc đó có nước nó tạt lên luôn, lắc rồi. Em thang xem. Này chảy bao ra nè. Đem mì rồi theo. Lên nướng ăn cái đá luôn hả? Mấy anh em nó lập tập mấy cái bụi để cho gắn mối á, gắn mối chạy gà đang kiếm gắn mối nướng không biết có không, tự xin tự diệt. Anh hai sinh tồn chịu chơi nè, tháo cái quạt ở dưới ghe đem lên làm cái dĩ nướng luôn. Dữ dằn đi chơi nè, đúng sinh tồn luôn nè. Thải rồi đây anh hai cho nó chảy bao cái sơn ra. Không chơi không tháo cái nào cái dĩ luôn. Kế sinh tồn là đũa. Đũa không đũa thì phiền quá, dài dữ trời. Hơn cặp vô em đó. Không ai quên lấy mặn mấy cái cây gì nữa. Nó có mặn lấy, nó sợ mặn rồi, cuối cùng không lấy. Mấy ba siêu quậy nè, lặn mò lặn mò. Đây đây là chị ba. Nhện em kiếm. Nhện cắn vô cái ba thành siêu nhện luôn, nó bún tơ nó bay tùm lum ra luôn. Nhảy còn hơn siêu nhện. Cắn cắn luôn á. Cắn luôn. À, mình nướng vẫn ngồi như thường không? Vẫn ngồi bình thường như thường. Được không? Nè, đói bụng nè, lấy mì ăn nè. Ngon không? Ngon. Này, đường sao nữa rồi. Nè, vào nè. Rồi cái bao này là bao gì? Bao bia hay gì? Đói bụng lắm vậy bạn ăn chứ rồi. Cười là trời. À, chú ngồi tế bò. Đi kêu tỉnh kìa. Dữ dắt cái sẹt vô luôn ha. Cái lóc lớn nè. Cái thằng lặn xuống cái lên có 10 con à. Hai thao cỡ này mà ngã nào không hết. Con này nó chân lê ở đây dữ vậy thiệt trời. Dở dàng thiệt. Rồi nè, ai nướng là nướng đi nè. Nè, bệnh luôn quá. Ăn ngã nào hết. Giờ nướng. Ủa, mới đổ qua đây nữa hay vậy? Mới rửa đó. Có kêu nó lấy gấp gì không lấy luôn đi. Ai? À, lại cái chú sang, lại cái giờ bỏ lên nướng ha, bỏ nướng lát cái hảo miệng ra cái dưới màu hành, có lạp trái màu hành theo nữa. À, không đó, cái này chém hành lên một cái ha. Ôi, thịt nhiều dữ á Tạng. Thịt nhiều lắm, thịt hết trơn luôn á. Ngon không?
hứa miếng hoa hành coi. Trời ơi trời. Hết hồn. Ồ, gửi mấy món hành lên. Giờ dục ra đặng cho anh hai anh đợi. Cái thằng gì chứ không nhớ nữa, thôi luôn đi. Ôi trời, con thịt không luôn, bự bự không. Ha, thả ha. Chưa, em để cho nó khô luôn á. Để cho nó khô ha đấy. Cho nó gáo lại ha. Gáo lại. Quá trời luôn rồi. Con bự bự không? Thịt dày luôn. Cái đũa gì hai giống như đũa thần luôn. Xanh xanh. Xanh. Quá trời mà coi. Mình thì dễ sốc hả? Ngồi chút mình một đống luôn không? Ngồi chịu mò nữa là nhiều lắm luôn á. Trời trời con bự bự không luôn hết trời. Anh hai con này kêu bằng con gì? Ủa chứ không phải nó bự lên là phải giống con bắp chuối, à bắp chuối là khác hả? Con nó há họng rồi đó chị. Thôi rồi, lấy con này để cái được. Bữa mai con thịt nhiều ghê luôn á. Không biết thịt sao thôi. Để lát ra dùng thử coi. Ngọt không? Ăn mấy con này mát lắm luôn. Tối ngủ khỏi đầu nón hả chị ha. Giờ bẻ lá chuối luôn. Về Đồng Tháp thằng em nào em nấy nó xăm mình nghe thấy em cũng không dám nói chuyện luôn cả nhà. Rồi mình dính đến hình nè, thằng nào nấy nó xăm mình không à. Năm mươi thôi à? Chứ không có không có giang hồ ha. Ờ vậy tôi được. Xong mình tới đi xin mày. Nghệ thật ha chị hai. Ta tái được rồi, nhật tái rồi. Nhật càng tái rồi, nướng cứ sống lên. Thua hết rồi. Ê, 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 có con nào chăm chép bự chà bá không? Con duy nhất. Có không? Xin con hay vậy? Xin con ơi. Bự chà bá. Nướng hết cái này chắc sẵn luôn á. Bỏ mặt nồi chứ mấy con dưới mở tay chân. Công giặt đồ không nè. Hỏi mấy công cởi. Con hạ rồi. Con hạ rồi. Con hạ rồi. Con hạ rồi. Mắt mấy con hạ rồi. Cái bà dính vỏ nha bố. Thấy chưa? Dạ này mà này làm được tại chỗ rồi. Cá đồ he nướng đồ he rồi. Rồi đúng bài luôn. Ok rồi. Rồi mới sắm vàng rồi cả nhà. Mới lượm xong được. Lượm được không cái chuyện nào. À, nó đẹp không cả nhà. Bự dữ trời nặng không? Trời trời đeo. Giờ em mắc vịn cái đầu em làm sao nó bật ngửa xuống vậy nè. Trời vậy đó hả? Gục vậy nè, giờ em mắc vịn vậy nè. Đi dưới sông sao mò được làm cái chuyện đó nha. Sao? Rồi, quá ghê gớm. Đâu buông tay kia coi. Có con bé nó chịu cái cặp là đừng cho xíu. Con thôi, vậy nè, xíu cổ chết rồi luôn à. Hướng là đường dễ nè. Rồi có đầu họng nữa. Bài bản dữ vậy. Nặng quá trời hấp dẫn à. Mấy thằng em không dám ăn luôn, ăn sợ hết. Đứng canh rồi. Đứng canh tiếp lớp chưa. Mò gần chết chưa cho ăn. Dạ, dạ, canh cái đó, ai mà đá đổ cái đó cái là tự dặn luôn. Tự dặn. Có vẻ hợp đứng nhìn thôi. Không mà vui nha, lâu lâu mình giờ mình làm vui nha. Tháng miếu tiều hả anh hai ơi. Tháng miếu tiều. À, mâm nữa nè. Giờ mấy anh em cũng súm lại ngồi cả nha. À, cả nhà thông cảm thì đi lặn lội dưới sông thôi thì. Ôi đừng có nói gì nha. Giờ chưa anh hai? Sương lắm, dương mắt ta ơi. Đây gai luôn, nãy có đem bia lên. Xong rồi. Ăn ngói lục bình luôn rồi. Tao ăn coi. Chị Viu coi. Dạ. Đây cái này là dành ruột. Ngói lục bình. Chấm chấm ngứa. Ờ. Ừ. Ngồi đấy, giờ đi xíu đi. Ngon đây, ngon đây. Chào. Ngon. Ngon ha. Lần đầu tiên em ăn luôn á. Chấm muối nè. Chấm muối à. Thử rồi. Quá rồi, nó ngon mới nó ăn dữ rồi. Ăn đây cũng đầu nó già thì bỏ. Này. Xuống đi con. Xuống quá ha. Ăn nào tới khúc dài. Chết ở đây ăn nhậu xuống ha. Hai nay đã luôn, hai kia đi. Đi em đủ cho hai nhiều người đây nè. À, còn anh vợ nó, anh vợ chạy về lấy thêm cái gì phô mai rồi lấy thêm trái cây rồi nó đem ra nữa. Cho mấy người phụ nữ rồi ăn cái cây này kia chạy xuồng về
còn tay lưới nó chưa đi thăm, nó chúc em với anh hai đi thăm sao. Bia rồi ha. Đây, chị ra, chị lại đánh anh hai. Đũa rồi, trời, đũa đi. Chén này, chén nè. Chén này nè. Ừ. Bóc chén nè. Chén nè, chén lạnh quá. Nè, chị đang chưa ăn hai. Biết rồi, bình đi rồi. Cái chén này nó không đắng gì á. Ăn luôn lá này nè. Không, không đắng nè. Lá nào đắng? Ngon mà. Quý đâu rồi? Cái này rửa rồi. Tắt ra nhiều khi con nào xình cái rửa lại rồi để lên. Cá còn gì ba đây ba. Dạ rồi. Cắn lấy con già bỏ. Vô nè. Không có đi chứ, vô vậy quay đi lắc cũng ăn luôn. Con lâu lắc chứ à. Thôi đứng đi chưa? Ghê trời, mà không biết bà uống được nhiều, bà bóc đá bà chìm. Đá không, mát không? Tao làm miếng nướng em. Mà cái nhà đâu phòng có đó hả? Đâu phòng, để mấy đũa. Ăn cái này béo luôn á. Quá béo rồi. Đây để em. Dạ, có hai chị. Bỏ muối ớt chanh vô đây cả nhà. Đó. Ờ, ăn thử coi em cảm nhận coi sao. Con này thấy thịt dữ lắm. Con này thịt nhiều quá. Coi nó với con hèo nó. Ồ. Đi ăn thử coi trời. Ăn thử đắp cho em buộc. Ăn đi cưng. Sao? Em cũng ăn thử rồi đó, vậy không ăn cái này luôn. Nó ngọt trong hào với anh. Ngọt hả? Ngon dữ luôn á. Dài 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 không? Ừ. Nó hơi dài. Mà ngon, ngọt. Béo biết rồi chị ơi. Chị của chị hai là chị hai, tại em kêu chị hai là chị Út đó. Em của chị hai là chị Út, tại vì bên kia là nó. Con nó hả? Con rồi dữ rồi. Chị hai làm nước chấm cũng ngon nữa. Chị hai là chị dâu của em á cả nhà. Con này chị hai là chị hai của chị dâu. Nó hồi gói luôn rồi. Nó hồi gói luôn. Ủa con nó mập nè luôn. Mập mẹ nước nó ngọt hả nè. Em mời cả nhà nha. Ừ. Ừ, ở đây chịu chịu mà ăn ngon ha. Ngọt thì cũng rồi, ngon biết rồi. Dai dai nó ngon ngọt. Thơm nữa. Cho dư ăn nhãn nhớ cho lại chạy. Đóng không ngon. Đậu phộng béo, mỡ hành thơm. Con này nó ngon nữa, ngọt nữa. Trời ơi, khỏi nói. Mấy sang gì tới rồi đây. Vô cái, vô cái vui anh này. 1 2 3 cụm ơi, 1 2 3 được rồi. Đúng nè, 1 2 3 vô. Ngon quá cả nhà, ăn thêm con nữa, nó dặn ba con rồi đó. Dữ rồi. Ba con mà muốn thì đạp tét rồi đó. Em mời cả nhà nha. À, ngon thiệt. Ngon, thơm. Nãy em thử con nghe. Mà ở đây ta không có hề bắt luôn cả nhà. Anh hai với mấy người này nói mò một khoảng tầm là 2-3 tiếng đồng hồ là bao luôn á, là kinh ăn không nổi luôn á. Nãy giờ mò nhanh nè, mò cũng không nhiệt tình, mò vừa chơi không đó. Vừa chơi, mò vừa chơi không đó mà còn không hai thao luôn. Không biết ngon không, con nổi bự gì không? Không biết bơi hay không biết lội. Không biết lặn. Không biết lội. Không biết lội, bạc đi mò thò nữa chứ. Lại luôn. Chạy không mà. Chạy rồi. Chết luôn. Rồi vậy là mất cỡ. Nướng là mình phải ăn. Người ta mới dám ăn chứ, chị nướng mà chị không ăn rồi ai dám ăn? Thấy sao? Mà không dám ăn chứ nãy giờ tự mình làm thấy sao? Tự mò tự nướng luôn. Đó, mấy đứa hỏi mấy đứa hay chị làm ngon không kìa. Nướng không đủ ăn nữa là biết rồi đó. Ừ. Nướng không đủ ăn là biết rồi đó. Trong để mấy đứa hay chị ngon cho con nữa nè. Nướng con nào hết con đó rồi. Trời, bánh mì rồi. Sao bánh mì coi. Bánh mì là kẹt cái gì? Nè, lục bình. Mà ba tê với bánh mì giả lục bình hả? Rồi, chấm ăn luôn, chấm ăn luôn. Chấm ăn luôn. Rồi, thử coi. Đó, giọng chưa ăn. Ướt luôn. Nói vậy. Các bạn im. Ngồi im hả? Em nói vậy thôi. Về tao tháo ngược chạy ra. Vậy nghe nói cái chuyện bên nó. Từ nào.
cái cây tới nhìn gỗ cái cây là bỏ. Rồi đây dưa leo chấm muối nhiều đấy. Chị theo dưa chấm muối muối chị đi đọc tay kìa. Rồi anh hai tôi ghi bình nước luôn rồi. Hồi lúc nãy là sinh tồn, giờ hết sinh tồn rồi đó. Giờ là sinh của nhà. Sinh của nhà. Nhìn kìa nhậu ơi. Giờ ở đây em với anh hai với hai đứa bị cháu nó đi theo đi thăm lưới. Rồi có cá rồi nha. Thăm lưới rồi nha. Ừ, có. Ăn ơi. Dính dính lục bình. Rồi, dính cả lục bình. Ồ, nó còn kìa. Cá này cá phi anh ơi. Cá cục phi. Cá cục phi kìa. Cho bá luôn. Đã không? Trời ơi, mắt đỏ quét. Đường em, đường em. Còn bự vậy ta. Hai đứa cháu lạnh. Con này nó bị chín rồi. Đâu đường con nè, đứng cầm lên nó nhảy xuống trong luôn đó. Nhảy xuống không? Ê, mình lấy dép nè, mình đánh cho nó. Em ơi nè. Cái mày Vinh anh ơi. Cái mày Vinh đi nè. Đỡ xuống đi. Thêm một em nữa. Ồ. Em thứ ba nha. Em thứ ba nha, cái mày Vinh. Em chèo phụ anh hai. Dòng chèo phụ. Quá. Hai đứa lấy đồ đầy rồi đó hả? Ồ, dính đường có lăn đã. Đừng có lăn kì. Chưa đậu con rồi. Con nghĩ đây hắn ngắn này nghe. Nè, con này nó đâm đó nghe, còn cái lăn đó nghe, mấy cháu không có độc chốc đó. Độc chốc cái. Rồi, mắt tiêu nhịn đói. Ê, mấy con này dữ hèn. Con này chứ nó mấy. Ê, con, chứ... con cái lăn nó thúi lắm luôn á. Thúi. Nhà con đâu có lăn mà thúi nguyên nhà luôn. Nhà bẻ gai rồi sợ mấy đứa nhỏ. Ê, con quỷ này. Ôi, con sư vô tìm con. Ơ, hai con, ba con luôn. Ôi, ba con. Vô rồi. Cái dẫn nó vô quỳ luôn. Quá. Ba con, ba con. Lúc này vô nhiều mấy đứa nhỏ. Con rồi, thêm con này nữa là 5. Con 5, con này, con 6, con 7. Quá. Trời ơi. Hello. Ba tội nghiệp dữ vậy. Con này lấy vô bụng nha. Dính được con cá hàng nha. Anh nghe cái đuôi. Cái hàng đuôi đỏ. Đuôi đỏ. Đó, gòi gớt dữ rồi. Hết hồn à. Ờ, cái cá này đang hấp khói rồi nè. Ồ, hết quá. Nó sống chết nè. Tối nay sẽ vô. Tìm còn nữa, nhỏ nhỏ. Nhỏ hơn. Nè, 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 nè. Nhỏ nữa thì em dở ra. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Không vô bụng ai hết. Không vô bụng ai hết. Hết lưới rồi. Con. Trời ơi, mấy cá xuống đây. Giờ 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 cảnh à. Lên lên lên. Lên 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 lên. Cũng có chục con. Giờ luộc luôn hả? Giờ nướng. Nướng nướng hổi luôn. Ý là cái ốc nè. Ờ, cái đó luộc. Ủa con cá nè. Nó phi. Cá nó phi. Đâu nó vậy mặt vịnh nó lại, vịnh nó lại. Để vậy mình không đập nó không em. Cá này. Lỡ rồi, vịnh luôn. Anh ấy vậy. Lung an. Ủa cá này cái gì cưng?
con cá này nha, con cá he nè. Cái này là cá mè dinh. Cái này có lăng. Dạ, cá này có lăng nè. Mè dinh rồi. Cá gì trời. Ao. Lỡ bỏ như vậy mình chết luôn. Nướng hết luôn cái gì? Hết luôn. Đúng đi. Ú. Chả thiệt. Đâu, nãy đi vô có uống ly lon nào chưa? Đấy, không được lon. Nướng đi, bỏ nhiều đi. Nướng hết luôn. Nghe nhiều hàng nó sai lắm. Ai sai mày, lấy đâu. Thử luộc luôn. Thử luộc sao? Để lửa qua cửa khẩu hả? Cứ ở phải mình cái ba kia hết rồi nè. Kỹ rồi. Được. Chó này nát. Chó này nát dầm đây chứ gì. Nó trong. Nó trong luôn. Chậm hơn hả? Chậm hơn hết. Tới là mà coi. Chào kìa. Đâu giờ đâu. Ngọt không? Nhà coi. Đổ ra hay gì? Đây con cá này. Nói bậy. Đổ muối ra thêm không? Nấu nâu hiền muội luôn ha. Ngọc ăn không? Chơi em gì đó. Mấy con nhỏ đi cứ trò chơi nó không có gì nó buồn. Rồi. Đây. Ăn nhiều thịt bụng á. Cái gì mà chiếu dữ vậy kìa? Cái đồng hồ quá vậy? Đồng hồ của anh đó. Làm cái con đó thấy gì kỹ càng dữ vậy? Nó hẻ rồi luôn ha. Vô miếng ơi. Thành nó nướng luôn. Thành ngồi nó nướng luôn. Ok không? Ok. Chéo đúng cách. Ờ, quá đã hả? Biết được rồi. Ờ, rồi anh đi theo thăm lưới, anh quậy, hai ảnh quậy một cái đừng nói chế độ. Là dùm hết trơn á, dính cá lắm á. Rồi, vô nè. Vô. Vô. Vô, vô, vô. Không bị ép không như vậy? Vô cái đây. Cá nướng mà. Ồ, cá em à. Ồ, ồ. Đây cũng dễ sống ha. Cá thì trời. Nhiêu đây rồi mà hai vợ chồng sống dư sức rồi đó. Dư sức rồi mà nước ngọt yên quá rồi, tắm nó mát gì đâu á. Tắm hồi nãy cái mình em ướt bây giờ tới mình em khô gan luôn. Ờ, rồi giờ em ơi nhập viện báo nè. Đây đi. Cứ chơi hết mình đi, chuyện ngày mai để ngày mai tính. Dạ. Yeah. Nhỏ là cho xin hai con đi. Thôi trời. Thôi trời ba. Đã, làm con anh ơi. Con ghiêu không? Công sức. Không, tắt rồi. Làm đi. Cỡ gì? Hả? Tạo ra. Tắt rồi. Ta đủ má, tỉnh sàng mà tối qua tại tao qua. Ừ, thịt trắng quyếu. Dạ. 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 Chắc bên đây ạ. À. Cái đầu này hai cái đầu này phải chút xíu. Ăn không có đầu bụng vô anh ơi. Ăn mới được. Nước thì khô. Nướng gì cũng được đi. Còn mấy cái này ông này cầm cá là dễ kêu vô. Đó là trai. Cái đầu biết rồi. Nước này ngon nè, biết tuyệt vời. Tuyệt vời ha. Kêu. Chính rồi. Nè, thấy không? Mình đặt ra. Ai vậy? Đây không thấy gì đâu. Mình đặt vậy nè chị hai. Mình đặt chính giữa vậy nè, mình bung cá ra. Ôi, chị ba. Đang đâu hả? Đang đâu hả? Mình hát gì vậy? Nè. Trong nghe tiếng nha. Ô, anh hai nướng chắc lượng dữ ta. Chắc được không? Nó nói chuyện nhỏ xíu mà, nó chuyện lớn rồi. Ồ, giống làm cá lóc quá ha. Đáng ngồi chút. Em làm miếng ơi, thử coi ngọt không em? Hát thì dễ nóng không? Ừ. Đây, giống như chén ngớt cả nhà. Cá bắt lên nổi sôi sối rồi, nhảy sôi sối rồi ăn luôn nè. Em mời cả nhà nha. Bi ơi, về mày. Ngọt chưa? Ngọt bây. Thấy quá ngọt không? Thấy sao? Ok, nè, cái gì cũng bằng rồi. Cuộc sống mình bắt lên như vậy. Mày thử đi chơi nè. Bát thử rồi chị, ngon lắm chứ. Thơm nữa. Cái gì? Nướng ăn liền á, còn sống nướng ăn liền ngon. Mời cả nhà. Chị ba cái đổ mày hồi đi chơi. Ngon quá đi, ăn thử. Ừ, ăn thử. Ừ, ngon lắm. Hả? Mà nóng ăn ngon ha. Ngọt quá trời ngọt quá. Bắt đầu là bờ hả? Chị em thương nhau ha. Chị em đút chị đút em nữa ha. Em chị ha. Đi nữa ha. Em mới mời chị em lên mới uống lon nè. Lỡ rồi ha. Lỡ rồi làm miếng nữa đi. Lỡ rồi làm thêm nữa con. Trời ơi chồng đút vợ nữa ha. Trời mất mệt đâu.
cái tuổi quá à. Mấy bà này nay mình máy ướt giờ mò xong giờ ngồi nhậu giờ khô ngửa chưa. Rồi, bể luôn rồi. Bể luôn. Đợi đút dính vậy. Chồng này. Mệt rồi. Hai bên. À dẻ bẻ đi mang cái bẻ. Giờ đút bằng sạch con hơi. Cay hả? Ơi quan. Bể á. Ăn dẻ mà. Ngọt lắm cái này. Béo. Cá nè anh em. Này gì? Bẻ bẻ. Bẻ cá hả? Bẻ cá. Ờ. Cái này sạch đúng rồi, miếng muối rồi ha, muối ớt đồ rồi đúng bài đó. Mời tất cả mọi người nha, cho cái biển coi. Đưa từ phun, đưa từ phun luôn hả? Rồi giờ dọn cả nhà về xuống chiều rồi chơi bài mò ốc nhăn lưới này kia nhậu nhạc này kia cũng dọc đường đây nhiêu đây cũng đủ rồi cả nhà. Anh em cũng mệt chịu về tắm rửa cho phụ nữ rồi tắm rửa giờ dẹp dọn thôi. Video em chắc cũng tới đây cả nhà, cả nhà đón xem video theo nha cả nhà, cho gia đình em được đăng ký, được like, được bình luận, được chia sẻ rồi cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe nha, mời cả nhà nha.